Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục cây thuốc quanh ta trên website mạng y tế vn bài thuốc khai từ cây mận theo y học cổ truyền các bộ phận của cây mận như quả rễ, vỏ rễ, nhựa, lá, nhân hạt đều có tác dụng chữa bệnh. Mận là cây ăn quả được trồng nhiều ở vùng miền núi phía bắc nước ta. Mùa xuân ra hoa, mùa hè cho quả. Các bộ phận của cây mận đều được dùng làm thuốc. Mận còn có tên là lý tử, lý thực là loại cây nhỡ, cành ngắn có màu nâu đỏ hồng, lá nhọn hai đầu, mặt trên nhẵn, mặt dưới hơi có lông ở gân, hoa màu trắng, cánh hoa hình trứng, ngược nhân hạch nhẵn, có màu sắc thay đổi, tím, bồ quân, vàng lục thường có một dạnh bên. Mùa ra hoa từ tháng 12 đến 1 quả chín vào tháng 5, 7. Theo y học cổ truyền, các bộ phận của cây mận như Quả dễ, vỏ dễ, nhựa, lá, nhân hạt đều có tác dụng chữa bệnh. Quả mận có vị chua ngọt, tính bình, có công dụng thanh can điều nhiệt, sinh tân lợi thủy, thường được dùng để chữa các chứng bệnh như hư lao cốt trưng, âm hư nội nhiệt, thủy thủng, tiêu khát dễ mận thường được thu hoạch vào tháng 9 năm 10. Vị đắng, tính lạnh, có công dụng thanh nhiệt giải độc, lá mận vị chua, tính bình, chuyên trị vết thương do sang chấn nhân hạt mận còn gọi là lý hạch nhân vị ngọt đắng tính bình có công dụng tán ứ lợi thủy nhuận tràng quả mật vị chua ngọt tính bình có tác dụng chữa bệnh một số bài thuốc theo kinh nghiệm dân gian bài một vết thương do côn trùng đốt lấy hạt mận rửa sạch giã nát rồi đắp lên vết thương để 5 phút rồi rửa sạch đắp ngày hai lần bài hai hỗ trợ điều trị đái tháo đường quả mận tươi 0,5 kg rửa sạch bỏ hạt ép lấy nước chia 3 lần uống trong ngày dùng liền 10 ngày bài ba giảm đau nhức răng, dễ mật 30 g sắc đặc với 100 ml nước, ngậm 5, 7 phút vào buổi sáng, chiều, tối trước khi đi ngủ, ngậm 5 ngày. Bài 4, tác dụng nhuận tràng, nhân hạt mận 10 g đào nhân 10 g hạnh nhân 10 g Tất cả cho vào ấm đổ 700 ml, sắc còn 250, chia 2 lần uống trong ngày. Dùng liền 10 ngày, bài 5, chữa đau nhức xương khớp khi thời tiết thay đổi lá mận 50 g, lá thải lai tía, lá đào, lá di, lá dâm bụt mỗi thứ 30 g. Tất cả rửa sạch giã nhỏ, sao vàng ngâm với rượu 10 đến 15 ngày. Dùng rượu này xoa bóp chỗ đau ngày 2 lần. Bài 6. Làm đẹp da mặt. Quả mận tươi 250 g. Rửa sạch, bỏ hạt, giã nát, ép lấy nước rồi hòa với 250 ml rượu gạo đựng trong lọ kín để dùng dần, mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 10 đến 20 ml. Kiêng kỵ, những người tỳ vị yếu không nên ăn nhiều mận. Lương ý hữu đức nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Mời bạn hãy đăng ký kênh mạng y tế để theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.